những ngọn núi, người canh gác bầu trời. Một số người tin rằng đó là nơi ngự trị của những vị thần. Một số khác lại coi như những thử thách cần chinh phục. Hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ những vị phù thủy quyền lực trắng ngự trị tại Bắc Cực. Sau đó là cư dân tại những vùng đất cao nhất thế giới. Nối tiếp là chuyện thám hiểm tới vùng biển phía Nam để khám phá vùng đất Fiordland diệu kỳ. Và trên dãy núi Pyrenees, ta sẽ bắt gặp loài quạ chân đỏ và sơn dương. Hãy cùng khám phá điều kỳ diệu của tự nhiên. Bên dưới ngọn núi Meru linh thiêng vẫn được xem như trung tâm của toàn bộ thế giới vật chất, siêu hình và tâm linh. Cách ngọn núi Kilimanjaro nổi tiếng thuộc Cộng hòa Tanzania, châu Phi 60 km, hay cách xích đạo vài độ về phía nam, những con chim mắt bạc đang tận hưởng những quả dại căng mọng. Lên cao hơn nữa, khu rừng là nơi sinh sống của cộng đồng khỉ Colombia đen trắng. Nhóm khỉ này có 14 con, bao gồm một vài con khỉ cái trưởng thành, con của chúng và một con đực trưởng thành, tất cả đều rất khỏe mạnh. Chúng là một gia đình lớn. Hầu hết những con cái trưởng thành đều có quan hệ ruột thịt với nhau, nên chúng cùng nhau chăm sóc những con khỉ con với vai trò của người mẹ hay người dì. Ngay cả khi khỉ con đi xa khỏi mẹ, nó vẫn được một hay hai người dì để mắt tới. Những con khỉ này chỉ ăn lá cây và tiêu tốn hết một lượng lớn lá cây mỗi ngày. Khỉ con thường nghe theo sự hướng dẫn của mẹ và dì cho đến khi chúng đủ 3 hay 4 tuổi. Con khỉ đực trưởng thành không bị ràng buộc bởi trách nhiệm làm cha. Nó chỉ ngồi trên một cành cây cao, trong khi những con cái khác chải lông hay cho khỉ con bú. Nhiệm vụ duy nhất của con khỉ đực là trông chừng nguy hiểm. Một con đại bàng vừa xuất hiện, đã đến lúc báo động đến những con khác trong đàn. Con đại bàng này là một con chim săn mồi thứ thiệt. Nó có thể dễ dàng hạ đo ván con khỉ Colombia khỏi cành cây và tấn công một con non, bữa ăn lý tưởng của nó. Con được ra hiệu cho cả đàn rút lui về nơi an toàn, dưới những cành cây thấp hơn. Khi nguy hiểm qua đi, những con khỉ cái, linh hồn của cộng đồng khỉ sẽ lại tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. 30 con khỉ từ những gia đình này có thể sinh sống vừa vặn chỉ trong 2,5 km rừng rậm. Tại đây, những con cái tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp bên những người bạn và con cái chúng, trong khi những con đực lại tiếp tục nhiệm vụ canh gác đơn độc trên những ngọn cây. Đây là một bài học về lối sống cộng đồng trong tự nhiên. Còn bây giờ, chúng ta cùng di chuyển lên vùng Bắc Cực lạnh giá. Ít nhất một ngày, mặt trời không chiếu sáng, hoặc ngược lại đã trở thành một phần không thể thiếu của vùng đất. Và kẻ lang thang ngự trị nơi đây là loài gấu Bắc Cực. Chúng đã học được những chiêu thức để sống sót tại vùng đất đầy băng giá này. Đôi tai của con gấu rung lên, cẩn thận đánh hơi trong tuyết và không khí. Nó có thể ngửi thấy mùi thịt từ chiếc lỗ thông hơi của một con hải cẩu cách xa hơn 30 km. Loài hải cẩu lúc nào cũng rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Gấu Bắc Cực khỏe tới mức chúng có thể bắt được một con hải cẩu từ dưới nước
chỉ với một lần vợt bằng những chiếc móng vuốt của mình nhanh như cắt. Gấu Bắc Cực biết cách phá băng để tìm bắt những con hải cẩu bên dưới. Khi lớp băng đủ mỏng, chúng sẽ dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để phá vỡ lớp băng. Và sau đây là câu chuyện của nhà thám hiểm đảo băng Knut Rasmussen khi ông cùng ở trong hố băng với một con gấu. Khi cả hai nhìn vào mắt nhau, một niềm đồng cảm nảy sinh và người đi săn chợt nhận ra thật đáng tiếc nếu phải hạ sát sinh vật tuyệt đẹp này. Những con gấu mang thai tự giấu mình trong chiếc hang của chúng. Gấu mẹ sẽ sinh con trong vòng 2 tháng nữa. Sau đó, hai mẹ con gấu sẽ tiếp tục ở lại hang trong 6 tháng tiếp theo cho đến mùa xuân năm sau. Tại nơi cao nhất của thế giới, con người và thiên nhiên hoang dã đã cùng chung sống với nhau từ rất lâu. Đỉnh Everest thuộc dãy Himalaya được người Tây Tạng biết đến như thánh mẫu của vũ trụ sẽ là điểm đến tiếp theo của chúng ta. Toàn bộ vùng núi cao chót vót của vương quốc Nepal này là vườn quốc gia Sagarmatha. Thuật ngữ Sagarmatha trong tiếng Nepal ám chỉ đỉnh Everest. Vườn quốc gia Sagarmatha được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới bởi phong cảnh thiên nhiên độc đáo và cũng bởi con người đặc sắc nơi đây, những cư dân Himalaya. Khi người Himalaya di cư sang từ Tây Tạng ở phía Bắc, họ mang theo giống bò Tây Tạng. Ở độ cao hơn 400 mét trên mực nước biển, người Himalaya sống gắn bó với những con bò này bởi chúng là nguồn cung cấp bơ, sữa, phô mát và phương tiện đi lại, giúp duy trì sự sống ở một trong những ngôi làng nằm ở nơi cao nhất thế giới này. Người Himalaya sống ở một trong những ngôi làng cao nhất thế giới, hơn 4.000 mét so với mực nước biển. Nhóm người này đang tạm nghỉ trong chuyến hành trình định cư trên núi của họ. Những con bò Tây Tạng chở đầy trên lưng những nguồn lương thực thiết yếu được đóng gói trong những chiếc túi đan từ lông bò và được cột chặt bằng những sợi dây thừng, tất nhiên cũng từ lông bò. Những chiếc lều có màu đen để hấp thụ tất cả những hơi nóng hiếm hoi quý giá. Người Himalaya rất biết cách làm cho bản thân cảm thấy thoải mái trong những điều kiện đặc biệt khắc nghiệt. Ngôi làng được bố trí quanh một tu viện Phật giáo cổ, nhưng khu vực xung quanh ngôi làng vẫn mang một số ít đặc điểm của một vùng ngoại ô hiện đại. Ngôi làng thường là nơi cắm trại của những nhà leo núi hay những người đi bộ năng động háo hức muốn chiêm ngưỡng không chỉ quang cảnh thiên nhiên mà còn là cuộc sống hoang dã diễn ra tại nơi đây. Gà lôi Impeyon thuộc lớp Avis là loài chim đại diện cho đất nước Nepal. Con gà lôi trống này đang tìm kiếm thức ăn ở những thửa ruộng mới cày để gieo hạt kiều mạch và lúa mạch. Con gà lôi mái thậm chí không rực rỡ bằng con trống. Nhờ bộ lông sặc sỡ, con gà lôi trống còn được gọi bằng cái tên khác là chim cửu sắc. Và chúng thường được nhìn thấy vào buổi chiều muộn khi đang tìm kiếm thức ăn gần ngôi làng. Một vệt sáng của sự sống lấp lánh trong bầu không khí loãng của vùng cao là loài chim hút mật. Những con chim mái sở hữu một vẻ bề ngoài thật giản dị. Ở phía xa ngôi làng, một con hươu xạ đang bình thản gặm cỏ. Từ tuyến xạ ở bụng, một con hươu xạ đực có thể tạo ra chất có hương thơm, vẫn được sử dụng để chế tạo nên những loại nước hoa đắt tiền. Với giá trị kinh tế như vậy, loài hươu xạ đang được bảo vệ khỏi sự săn bắt của những kẻ săn trộm. Loài dê hoang đã từng bị săn lùng giáo giết, nhưng số lượng của chúng hiện giờ đang tăng lên. Điều đặc biệt ở loài dê hoang là chúng thường cử ra một lính gác để báo động cho cả đàn về những nguy hiểm cận kề. Khi những người Himalaya lần đầu tiên tới đây vào khoảng 400 năm trước, họ mang theo ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo của riêng mình và gìn giữ cho tới tận ngày hôm nay.
Trong khi đó, những đứa trẻ con trong làng mải mê nhìn ngắm những vũ công khiêu vũ vào ngày lễ hội của đạo Phật ngay tại vùng đất khắc nghiệt này. Đúng vậy, hàng ngàn km vuông của vườn quốc gia Sagarmatha đã gìn giữ lối sống của người Himalaya và bảo vệ những loài động vật hoang dã ở nơi đây. Những điều kỳ diệu của tự nhiên đã hòa quyện vào nhau không thể tách rời. Những đỉnh núi treo leo, những hồ cao chót vót hay những thác nước đẹp hùng vĩ là phong cảnh thiên nhiên đặc trưng chỉ có thể tìm thấy ở những hòn đảo phía nam đất nước New Zealand, tại một vùng đất được biết đến với cái tên Fiordland. Trời mưa 200 ngày trong một năm ở Fiordland, với lượng mưa có thể lên tới 6.000 mm. Một trong những thực vật kỳ lạ nhất có thể phát triển trong điều kiện tự nhiên ở nơi đây có tên địa phương được tìm thấy ở bờ vịnh San Martin là Kea Kea. Đây là nơi làm tổ lý tưởng cho loài chim cánh cụt có màu tại Fiordland. Chỉ cao hơn 60 cm, đây là một trong những loài chim cánh cụt nhỏ bé nhất và nơi đây là địa điểm duy nhất trên thế giới chúng có thể sinh sống. Trên những đỉnh núi ở độ cao gần 2.500 m, hơi ẩm được những cơn gió tây mang theo đã đóng băng thành tuyết. Ngay dưới đường tuyết phủ là những thung lũng và đồng cỏ Alper kín đáo, nơi bạn sẽ tìm thấy loài vẹt núi chỉ có ở New Zealand, vẹt Kea. Tên của loài vẹt được đặt theo tiếng kêu thảm khốc của nó. Thức ăn khoái khẩu của chúng là thực vật khô cằn ở vùng núi cao hoặc cũng có thể là tất cả những vật dụng khác nữa, bởi không ít lần chúng đã ăn trộm từ ống máy quay cho tới dao, dĩa của những người cắm trại. Nhưng loài sinh vật quý hiếm nhất tại đây cũng là một trong những loài chim quý hiếm nhất trên thế giới là loài chim Takahi. Nguồn thức ăn duy nhất của chim Takahi là những bụi cỏ tuyết, nhưng chúng đã phải chia sẻ số lượng lớn thực phẩm này với loài nai đỏ. Vào những năm 1950, chỉ còn chưa đến 50 con Takahi còn sống sót. Chúng cũng đẻ trứng tại những bụi cỏ này và thường làm một vài chiếc tổ thử nghiệm trước khi thực sự đẻ trứng vào một chiếc tổ cuối cùng. Giả thuyết cho rằng điều này giúp đồng bộ hóa con trống với vòng sinh sản của con mái. Sau đó chúng sẽ chung sống với nhau trong tổ và cùng chăm sóc con non. Chim Takahi là những kẻ khá sành ăn. Con chim chọn một nhánh cỏ và chỉ ngắt lấy phần gốc nhiều chất dinh dưỡng nhất của cây để ăn. Trong vòng 50 năm, chim Takahi tưởng như đã tuyệt chủng và chỉ được phát hiện lại vào năm 1948. Liệu có nơi nào khác một sinh vật có thể biến mất giữa muôn trùng núi và thung lũng xa xăm như ở Fiordland? Khả năng phóng vụt qua những vách đá gần như thẳng đứng thật đáng kinh ngạc, và bí quyết là những móng guốc trẻ nhỏ đặc biệt của chúng. Phần đỉnh móng rất cứng, trong khi phần còn lại mềm dẻo và linh hoạt, và mỗi bên móng lại có thể di chuyển độc lập với nhau. Công viên được thành lập năm 1918 bởi Royal Decree và kể từ đó ngày càng được mở rộng. Hiện nay, công viên bao gồm hơn 20.000 hecta diện tích đất đồi núi hoang dã, được miêu tả trên trang web chính thức của nó như người mẹ thần tiên của hệ sinh thái công viên quốc gia Tây Ban Nha. Điều này là một ví dụ khác về sự cống hiến của loài người để gìn giữ và bảo vệ điều kỳ diệu của tự nhiên. Ngọn núi cao thứ hai châu Phi là núi Kenya. Nếu bạn muốn được thư giãn và hòa mình với thế giới tự nhiên, vùng đồng bằng trải dài từ sườn núi phía Bắc có thể là một điểm đến lý tưởng. Hình ảnh đàn ngựa vằn của vùng đồng bằng là một khung cảnh thường nhật tại khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Lava. Với kích thước lớn hơn người họ hàng ở vùng đồng bằng,
và mang trên mình những sọc vằn nhỏ hơn cùng đôi tai lớn và tròn hơn. Ngựa vằn Grivy đã biến mất khỏi một nơi nào đó trên trái đất, nay đã xuất hiện trở lại ở khu bảo tồn Lava. Chúng chỉ xuất hiện ở phía bắc Kenya và đất nước Ethiopia và 15% trong số chúng hiện đang sinh sống tại khu bảo tồn Lava. Ngựa vằn vùng đồng bằng là những kẻ di cư, trong khi những con ngựa Grivy đực lại có thói quen đánh dấu và bảo vệ lãnh thổ rộng lớn của chúng. Sự khác biệt tinh vi này có thể là một trong những nguyên nhân cho sự suy giảm về số lượng của loài ngựa. Vì thế, Học viện Edgewood đã phát huy vai trò của nó, một sáng kiến giúp những khách tham quan chưa hề qua đào tạo trở thành những nhà nghiên cứu thực thụ. Những tình nguyện viên này là thành viên của một gia đình bình thường trong kỳ nghỉ cuối tuần của họ. Nhưng thay vì chụp những bức ảnh không có chủ đích, họ đang theo dõi một đàn ngựa. Và những thông tin họ thu thập được sẽ được chuyển đến cho nhà nghiên cứu và là nhà tự nhiên học Cassandra Nunes. Cơ hội phát triển của loài ngựa Grivy sẽ được cải thiện đáng kể nếu chúng ta hiểu được những gì sẽ kích thích quá trình phát triển đó. Tất cả những nguồn tin thu thập được về tuổi tác, giới tính hay cách chúng làm việc nhóm đều rất hữu ích. Những người này đang sưu tầm số liệu về loài cỏ mà họ đã nhìn thấy đàn ngựa ăn. Mary Jo McDonald từ Wisconsin và Annie DeWatt từ California đang đo chiều cao của ngọn cỏ. Chồng của Mary Jo là Greg kiểm tra độ dày của đám cỏ bằng cách quan sát chúng lót đệm cho chiếc vòng kim loại này ra sao. Cassandra giúp đỡ cô bạn người Anh là Anna Smallwood cách phân biệt các loại cỏ khác nhau. Sau đó họ cũng lấy một vài mẫu cỏ. Tất cả những kỹ thuật này đều khá đơn giản. Bằng cách sử dụng chiếc thước này và đếm số cây cao hơn vạch kẻ ở cuối thước, người ta có thể hình dung bức tranh cụ thể về những loại cảnh quan ưa thích của loài ngựa vằn. Mỗi quãng đường nghiên cứu kéo dài khoảng 25 km. Một trong những bài học quan trọng nhất là cách nhận dạng một con ngựa vằn Grivy thứ thiệt. Công việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều bởi mỗi con Grivy đều có một mã vạch ở hông phải của nó. Nếu đọc từ giữa đuôi trở xuống, con ngựa này có một chữ Y, một chữ V, gạch chéo V, một chữ X, một chữ Y khác với một chữ Y nhỏ hơn bên trong và một vạch kẻ cuối cùng. Tất nhiên, không phải lúc nào ngựa vằn cũng ngoan ngoãn quay đúng chiều để ta có thể nhìn thấy mã vạch, vì thế công việc này đòi hỏi sự tập trung quan sát và tính kiên nhẫn cao. Cuối cùng thì người ta cũng đọc được những mã vạch. Sự chờ đợi đã được đền đáp xứng đáng. Cassandra dò ảnh vệ tinh nhân tạo để đánh dấu vị trí chính xác của họ hiện giờ. Khi tất cả những thông tin đã được đối chiếu, cô sẽ hình dung được một bức tranh rõ ràng hơn rất nhiều về địa điểm và đối tượng và mỗi con ngựa vằn muốn kết thân. Sau khi những nhà nghiên cứu nghiệp dư đọc mã của họ, Cassandra nhập chúng vào máy tính cá nhân của mình và xem liệu họ đã có mặt trong cơ sở dữ liệu chưa. Nếu chưa có, cô sẽ chụp một bức ảnh và nhập vào hệ thống. Bất cứ thông tin cụ thể nào cũng đều sẽ giúp ích. Và không chỉ loài ngựa vằn Grivy mà bất kỳ sinh vật quý hiếm nào xuất hiện ở những ngọn núi và thung lũng trên khắp thế giới cũng có thể và thực sự được giúp ích nhờ sự can thiệp kịp thời của chúng tôi. Sau một ngày làm việc ngoài trời, đã đến lúc trở về nhà rồi. Hãy cùng thư giãn và giúp đỡ cộng đồng bạn nhé. Hành động của bạn sẽ góp phần gìn giữ và phát huy những điều kỳ diệu của tự nhiên.